Này hiền giả, niệt tuệ được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là niệt tuệ? Là cái câu hỏi đầu tiên mà tôn giả Ma Kotika hỏi về tôn giả Xá Lợi Phất. Thì cái từ niệt tuệ hay cũng là cái từ gọi là không có trí tuệ, hay là một cái người có những cái tà trí, những cái trí tuệ không chân chánh. Thì đấy là cái câu hỏi đầu tiên mà tôn giả Kotika hỏi. Thì tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: này hiền giả, vì không có trí tuệ, không tuệ chi, này hiền giả nên được gọi là niệt tuệ. Không tuệ chi gì? Không tuệ chi đây là khổ, không tuệ chi đây là khổ tập, không tuệ chi đây là khổ diệt, không tuệ chi đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì không tuệ chi, không tuệ chi này hiện giả nên được gọi là niệt tuệ. Đấy là cái câu trả lời của tôn giả Xá Lợi Phất. Thì chỉ trả lời một cách ngắn gọn về một cái người không có trí tuệ, là cái người không có tuệ chi về bốn cái sự thật đó. Đó là không có biết về khổ, không có biết về các cái nhân sinh đau khổ, không có biết về sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Tức là không biết bốn sự thật, bốn cái sự thật để đưa đến, để thoát khổ đau, để đưa đến cái sự an vui. Nếu như một cái người nào còn chưa tuệ chi ra được, chưa giác ngộ, chưa thấy rõ bốn cái sự thật này, thì những cái hành giả ở những cái chúng sinh ấy sẽ chưa thoát khỏi khổ đau, sẽ còn ở trong khổ đau. Và như thế vậy được gọi là người không có trí, được gọi là người niệt tuệ, không có trí tuệ. Thì giữa cái trí tuệ ở thế gian và cái trí tuệ ở trong giáo pháp của Đức Phật có cái sự quan điểm, có cái sự nhận thức, có cái sự phân biệt, nó có cái sự khác nhau. Như là ở thế gian thì người ta sẽ căn cứ, người ta thấy rằng cái người nào có cái trí ninh nanh nợ, tức là cái trí nanh nợ là cái người đấy nhanh hiểu biết mọi vấn đề, hay là nhanh chóng tiếp thu được mọi vấn đề, hay là có cái sự suy luận logic, có cái sự suy luận rộng rãi trong những cái pháp thế gian, thì cái người đấy được gọi là người trí tuệ. Nhưng mà còn trong giáo pháp của Đức Phật, thì đối với giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật không có gọi cái người mà học rộng, tức là biết nhiều, cái người có nhiều kiến thức, hay là cái người có cái sự nanh nợi hiểu biết mau lẹ chóng, thì cũng không được gọi là cái người có trí tuệ. Mà chỉ có cái người nào thấy ra được cái con đường thoát khổ, hay là cái người đấy có thể thấy ra được các cái sự thật mà các cái sự thật đấy đưa đến chấm dứt khổ đau, thì mới được gọi là người có trí tuệ. Thì cũng giống như là một cái đàn bò, mà có một cái người chăn bò, hàng ngày người ta nùa con bò ra bãi cỏ, hay là người ta nùa con bò đến cái nỏ mổ. Nhưng mà những cái con bò ấy trên cái đường đi đến nỏ mổ ấy, nó không hề biết là mình đang đi đến nỏ mổ. Nó vẫn có cái sự nhảy nhót tung tăng, nó vẫn có cái sự húc nhau, đấu cái sức xem là con nào khỏe, con nào yếu. Nó vẫn có cái sự cạnh tranh miếng ăn, cạnh tranh những con bò cái, tức là nó vẫn tranh giành nhau về các dục. Thì cũng như vậy, những cái con người ta sống ở trên đời, tất cả chúng sinh sống ở trên thế gian này, cũng giống như là cái đàn bò. Và dù cho là cái con bò khỏe thì cũng sẽ đi đến nỏ mổ, con bò yếu cũng đi đến nỏ mổ, con bò có khôn thì cũng đi đến nỏ mổ, con bò thắng, con bò thua thì cuối cùng cũng đi đến nỏ mổ hết. Thì ở đời cũng thế. Thế người ta học rộng biết nhiều, người ta đấu trí với nhau, người ta có sức khỏe thì người ta đấu về sức khỏe với nhau, người ta có nhiều cái tài năng, người ta đấu tài, đấu trí, rồi người ta thi thố với nhau xem ai có nhiều sắc đẹp, tài sản, danh vọng, chức quyền, người ta đấu với nhau như thế. Nhưng mà cuối cùng thì người ta ai rồi cũng đi đến cái sự tử vong, ai rồi cuối cùng cũng sẽ đi đến cái sự luân hồi tái sinh, đi đến những cái đọa xứ khổ đau. Và những cái nơi mà đang chờ tất cả chúng sinh, đó chính là sinh tử, đó chính là các đọa xứ, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Mà không có vậy thì cái người tài, người giỏi, cái người trí, cái người
có sức khỏe, có sắc đẹp, có danh vọng, có tài sản, thế gian cũng không thoát khỏi những điều đó. Và vậy thì trong những cái đàn bò ấy, cái con bò nào nó biết, nó nhận thức ra được là mình đang đi đến nọ mục, và nó biết được rằng cái con nào càng to béo khỏe mạnh càng sẽ bị đem ra làm thịt sớm. Cho nên cái con nào khôn ngoan mà đi tìm một cái con đường thoát khỏi cái nò mổ ấy để có được cái cuộc sống tự do tự tại, thì cũng như vậy ở trên đời này, cái người nào biết rằng cái cuộc đời này là bể khổ, biết rằng những cái nguyên nhân sinh ra khổ chính là cái sự hơn thua, chính là cái sự tranh giành các dục ấy, vậy cái người nào từ bỏ các dục, từ bỏ cái đời sống thế tục, đi tìm một cái con đường chấm dứt cái khổ đau sinh tử ấy, thì cái người ấy mới được gọi là người trí. Còn cái người nào còn đang tung tăng nhảy nhót, còn đang say sưa hưởng thụ những cái niềm vui ở trong thế gian này, thì dù cái người ấy có cái kiến thức sâu rộng, dù cái người ấy có cái trí tuệ nanh lợi hoạt bát, thông minh tháo bát hơn người, thì trong cái mắt của bậc giác ngộ, trong những cái trí của những cái bậc đã thấy ra được cái con đường thoát khổ, vẫn thấy rằng người đó là người ngu chứ không phải là người trí. Người chỉ được gọi là người trí khi nào người ta thấy được cái sự nguy hiểm của cuộc đời, và người ta tránh xa được cái sự nguy hiểm ấy, người ta đi tìm ra được cái con đường giải thoát khỏi những cái nguy hiểm ấy, thì lúc đấy mới được gọi là người trí. Thì vì vậy cho nên rằng là cái người được gọi là bậc giác ngộ ở trong giáo pháp của Đức Phật là cái người thấy được bốn sự thật, tuệ chi được bốn sự thật, giác ngộ ra được bốn sự thật này, thì mới được gọi là trí tuệ, chứ không phải là cái người thông minh lanh lợi, không phải là cái người học rộng biết nhiều, không phải là cái người có kiến thức sâu rộng ở thế gian, mà được gọi là người trí. Thì đấy là toàn bộ cái giáo pháp của Đức Phật là thế. Đức Phật có thể giác ngộ những cái điều rất là rộng lớn, vô lượng vô biên, những cái điều Đức Phật có thể thấy, có thể tuệ chi, có thể giác ngộ được nhiều như lá trong rừng, nhưng những điều mà Đức Phật thuyết giảng nói ra chỉ bằng một nắm đá trên bàn tay. Bởi vì Đức Phật chỉ nói những cái pháp gì tăng trưởng những cái trí tuệ, trí kiến, thấy ra các cái sự thật để đi đến giải thoát khổ đau. Nên Đức Phật nói rằng cái pháp của ta chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát mà thôi. Dù nói ra bao nhiêu pháp về chăng nữa thì cũng chỉ là để chỉ để ra cho mọi người học Phật, nghe giáo pháp, thực hành giáo pháp này, thấy ra được những cái sự thật về khổ, về nhân sinh ra khổ, về sự diệt khổ và cái con đường chấm dứt khổ đau. Khi nào người nào tuệ chi, người nào giác ngộ ra được những cái điều ấy thì được gọi là bậc chánh trí. Còn ngày nào mình chưa tuệ chi, chưa tuệ quán, chưa giác ngộ ra được bốn sự thật ấy thì còn được gọi là liệt tuệ, thì còn được gọi là người chưa có trí tuệ, chưa khai mở trí tuệ, chưa có tuệ nhãn. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái câu trả lời thứ nhất mà tôn giả Xá Lợi Phất trả lời tôn giả Ma Cốt Thích Ca, rằng là cái người không tuệ chi được bốn cái sự thật đấy là người liệt tuệ. Rồi tôn giả Ma Cốt Thích Ca lại hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng trí tuệ được gọi là như vậy này hiền giả, như thế nào được gọi là trí tuệ? Một cái câu hỏi ngược lại cái câu hỏi trước mà thôi. Thì ngài tôn giả Xá Lợi Phất trả lời cũng với cái nội dung cũng y hệt như vậy. Này hiền giả, tuệ chi vì có trí tuệ, có tuệ chi nên được gọi là trí tuệ. Tuệ chi gì? Tuệ chi đây là khổ, tuệ chi đây là khổ tập, tuệ chi đây là khổ diệt, tuệ chi đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì có tuệ chi như vậy này hiền giả nên được gọi là trí tuệ. Chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng mà để mà tuệ chi ra khổ, cái khổ ở đây thì nó có cái, nếu như mình hiểu theo một cái nghĩa tục đế thì đó là cái sinh già bệnh chết này là khổ, cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ, ái biệt ni khổ, thân ngũ ấm, chấp thủ năm uẩn này là khổ, thì nó hiểu cái kiểu đấy thì ai cũng hiểu được. Nếu mà chỉ suy luận như thế thì ai suy luận được. Nếu mà nói rằng là ai cũng chỉ cần nhớ được bằng đấy cái khái niệm là đã giác ngộ về khổ thì mọi người đã chứng đắc thánh quả hết. Nhưng cái khổ ở đây nó cần được tuệ chi ra các cái sự thật về thân tâm năm uẩn này, tức là cái gì nó không trường tồn nên nó là khổ, cái gì khổ
Cái gì mà nó luôn luôn có cái tính sinh diệt thì nó không có tồn tại. Vậy thì cái người nào phải thấy ra được cái tính sinh diệt trên cái thân của mình, cái thân năm uẩn của mình, sắc thọ tưởng hành thức của mình, vậy thì phải thấy được cái tính duyên khởi, phải thấy ra được cái sự thật về cái thân tứ đại này, tức là phải thấy ra được các cái sắc pháp, phải thấy ra được cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, tức là phải thấy ra được danh sắc. Khi là một cái người tuệ quán thấy được danh sắc các cái pháp chân đế ấy thì mới được gọi là người tuệ tuệ chi về cục. Khi nào mà một người thấy ra được những cái pháp nhân duyên nó sinh khởi nên cái thân năm uẩn, cái danh sắc này, thì đấy mới được gọi là tuệ chi về cái nhân sinh nó cục. Khi nào mình thấy được cái tính sinh diệt, diệt tận, cái tự vô thường, khổ và vô ngã của các cái thân năm uẩn này, mà thể nhập với cái tuệ, cái trí tuệ thể nhập với cái sự thật đó, thì lúc đấy mới được gọi là sự diệt khổ, hay là sự chấm dứt các khổ. Và để đạt được cái sự mà mình tuệ chi được khổ, tuệ chi được nhân sinh ra khổ và sự diệt khổ ấy, thì cần phải thực hành theo một cái đạo nộ, một cái nội trình tu tập tuần tự theo bát chánh đạo, hay là theo cái con đường giới định tuệ, thì dần dần cái sự giác ngộ ấy nó sẽ tăng trưởng, tức là mình sẽ thể nhập dần dần cái trí tuệ mỗi ngày một lớn lên, từ văn tuệ đi đến tư tuệ, rồi bắt đầu đi đến tu tuệ, rồi sau đó từ cái trí tuệ đấy nó trở thành cái chánh trí và đi đến chánh giải thoát, thì lúc đấy mới được gọi là giác ngộ các cái sự thật này. Thì lúc đấy cái người tuệ quán và thấy ra được bốn cái đấy thì được gọi là bậc có trí tuệ, hay được gọi là bậc giác ngộ, hay Đức Phật. Có cái từ Buddha, Buddha đấy cũng là cũng có cái ý nghĩa là bậc giác ngộ. Vậy thì ngài giác ngộ cái gì? Ngài cũng giác ngộ bốn sự thật này, cho nên là có cái danh, có cái ân đức, hay là có cái danh hiệu là Phật Đà, hay Phật Đà là bậc giác ngộ. Thì Đức Phật là bậc giác ngộ, cho nên ngài cũng giảng cái pháp đi đến ngộ. Vậy thì chỉ là giác ngộ bốn cái sự thật này, đấy là cái cốt yếu của toàn bộ giáo pháp của Đức Phật.